Thưa cái chữ Hòn Ngọc Viễn Đông đó là cái mà lúc mà chế độ Pháp cai trị ở Đông Dương đó thì muốn nghĩa là muốn coi như rằng thì là đây là một cái vùng đất Thái Bình thịnh trị. Dạ vâng. Mình nhìn thấy ở trong những các cái bao thuốc lá, hay là mình nhìn thấy ở trong những các cái mà nó quảng cáo về du lịch Dạ đó, vâng. lúc này thì nó nói New York, lúc này nó đang nói về Melbourne, Dạ. lúc này nó nói về gì đó, lúc này nó nói về Hồng Kông. Thế thì người Pháp ao ước rằng Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn cũng được có cái tên, được ghi là một cái điểm tới của thế giới. Nhưng mà cái ước vọng nó chưa thành, chưa bao giờ thành cả. Thì rồi thì là nó đi vào cuộc chiến với gì đó. Chứ còn thì mấy cái người ở đây mà cứ nói rằng thì là Sài Gòn trước đây của mình thế này thế kia đó, là nói một cách cứ bậy. Nó bậy ở chỗ này, nó bậy ở chỗ này là ví dụ như là ngay quanh vùng Sài Gòn chỉ đi ra xa một chút đó thì là đã bắt đầu không có an ninh rồi. Đúng rồi, ngay vâng Hóc vâng Môn đó là đã không an ninh rồi. vâng Cắt lái nữa. vâng thành ra đó là về phương diện quân sự đó thì người ta thấy là Sài Gòn nó giống như là một cái ốc đảo ở giữa một cái biển du kích, ở biển của kháng chiến, là nó bao vây. Nếu mà không có máy bay yểm trợ, nếu không có tàu chiến ở trước thì nó không còn, không làm sao mà giữ được. Thành ra đó cái câu chuyện mà khi mà đình chiến, khi mà định ký hiệp định đó thì là định là đình chiến ra beo, rồi đình chiến thế này thế kia đó, thì là mình cuối cùng thì đành nói chuyện rằng thì là cắt ở cái vĩ tuyến nào. Mà hồi đó đó là có cái vĩ tuyến 16 rồi, do các nước đồng minh thắng trận thì người ta lấy cái vĩ tuyến 16. Để mà từ vĩ tuyến 16 trở vào miền Nam thì là do quân đội Anh, đi cả quân đội Anh tới để tước khí giới quân đội Nhật, và từ vĩ tuyến được 16 trở ra Bắc thì là để cho quân đội Tưởng Giới Thạch tới tước khí giới quân đội Nhật, vì lúc bây giờ quân đội Nhật sau hai trái bom quân đội Nhật đầu hàng, không điều kiện. Thế thì cái câu chuyện đó đó thì tới cái lúc mà bây giờ mới nó mới có cái chuyện là ông Thiệu nói rằng thì là tôi kiểm soát được 97% lãnh thổ. Thế thì cái bà Nguyễn Thị Bình đó là thì nó bà mới cãi lại, bà nói chuyện là thì là ông Thiệu bảo thì là rõ ràng là báo cáo của tôi đã trả lương cho tất cả các đồn bóp ông 90% lãnh thổ. Thế thì con mẹ Nguyễn Thị Bình nó bảo này, ông kể cho tôi rằng thì là có cái vùng nào mà ở ở ngay Sài Gòn của ông không có tiếng súng không? Tiếng súng nó là chúng tôi, người của chúng tôi, người của chúng tôi có mặt ở đó, do đó lính của các ông mới phải nổ súng. Bác có nghe bác ở Hội Định Paris, bác có nghe bà Bình nói tiếng Pháp không? Bà nói hay lắm. Vâng, cái câu chuyện mà cái câu chuyện rằng thì là trả lời riêng nhất, thế nhưng mà cái phái đoàn Cộng sản Việt Nam nó hay lắm, là phái đoàn Cộng sản Việt Nam đó nó vẫn nói tiếng Việt, nó nói tiếng Việt. Phái đoàn Việt Nam ấy thì là nó có hai phái đoàn, phái đoàn chính thức của Cộng sản đó, thì do Xuân Thủy cầm đầu đó, Bộ trưởng Xuân Thủy cầm đầu đó, thì luôn luôn nó giữ cái thế thể diện, cái tiếng của nó vẫn nói tiếng Việt Nam. Và rồi thì có thông dịch viên nói lại, nó có cái hay ở cái chỗ rằng thì là Không thèm nói tiếng nước vâng ngoài, không nói. Thế thì không nói tiếng Pháp. tôi đi theo cái phái đoàn
báo chí mới gì lúc đầu đó là đi qua bên đó có Nguyễn Ngọc Linh và Đặng Đức Khôi đó kia thì mình lại hơi dại là mình nói tiếng tiếng Pháp mình nói tiếng Anh phải không ạ? Mình nói tiếng Anh thì để cho các ký giả nó nghe nó tiện đỡ phải ấy à. Hay là ông Nguyễn Triệu Đan điệu điếc nói tiếng Pháp thì làm sao mà nói tiếng Pháp bằng những cái bọn Tây Lai hay là những cái bọn Tây thuộc địa không ạ? Ở trường văn hóa Đông Phương rồi ở Sorbonne mới gì đó. Thành ra đó là mình cái phái đoàn cộng sản đó nó nói tiếng Việt và có thông dịch viên, và đôi khi tôi nghe thấy đó là cái thông dịch viên nó chữa lại cái lập trường của cái anh nói, nhiều khi nói hơi hớ một tí thành ra là cái câu chuyện là nó như vậy. Ngay đến cái xe cộ đi xe của mình đi đó là phái đoàn của mình là lấy luôn cái Mercedes 280 SE gì đó rồi thì là tất cả những các cái xe khác đó là xe của Mỹ không ạ? Còn thì là phái đoàn của cộng sản đó là nó đi xe của Pháp xe DS trưởng đoàn nó đi xe DS xe Renault đó rồi thì tất cả những cái kia thì là nó đi xe Citroen nó đi xe Renault. Thành ra nó gọi là nó phỉnh được cái nền văn cái nó phỉnh được cái dân tộc tính cái dân tộc tính của nước Pháp nhất là cái lúc bấy giờ thì anh lại nó oái âm thay nghĩa là ác nghiệp thay là cái ông De Gaulle lúc bấy giờ ông là tổng thống nước Pháp, đúng rồi là ông tổng thống nước Pháp thì anh ấy là một người mà bị Đức nó đánh thua trận, anh chạy sang tị nạn bên Anh Đê. Đúng rồi. Xong rồi Đức anh ấy về thì anh ấy cũng giống như ông Donald Trump bây giờ đó phải làm cho nước Pháp được kính trọng trở lại đấy, không ạ? Vân vân bắt cái bọn hồ mà vâng thành ra đó là thành ra đó anh ấy thấy cái phái đoàn Việt Nam là chơi dại dột đi xe Đức rồi thì là đi xe Mỹ trong lúc ấy đó thì xe Renault của Pháp thì không đi. Cái Peugeot là xe tư và của hãng tư. Còn cái xe kia mới là xe quốc doanh, xe kia mới là Regi National. Citroen. Vâng đấy Citroen đó. Mà có nhiều người Việt Nam tới bây giờ tôi thấy một vài ông ký giả cứ nói là xe traction. Traction dạ đúng rồi. Xe traction đó. Chứ nói tắt là traction na văng tức là cái máy nó ở đằng trước cái máy ở đằng trước đấy là một cái đứng về phương diện chế tạo xe hơi đó nó là một cái bước tiến lớn là dạo trước đó cái xe hơi cái máy đằng trước nhưng mà nó phải có một cái trục ra đằng sau cái cam đó để nó quay hai cái bánh đằng sau cái bánh đằng sau nó mới quay còn cái xe traction na văng đó tức là bây giờ nó chế được là nó quay hai cái bánh đằng trước cho nên nó mới gọi là traction a văng tức là cái máy nó quay hai cái bánh đằng trước. Vâng thưa bác, là cái ngày hôm kia đó cách đây 2 ngày em đưa một cái video thì của Pháp thì bà Nguyễn Thị Bình bà trả lời của ký giả Pháp bà trả lời tiếng Pháp. Và công nhận bà nói rất là khôn ngoan. Mà bà vặn vẹo thay vì á, bà hỏi ngược lại ký giả Pháp những cái câu đấy. Thế thì bà là luôn luôn bà đề cao mà của cái mặt trận giải phóng miền Nam. Luôn luôn bà đề cao một cách rất là khéo léo giống như bác lúc nãy bác nói. Đấy. Bà nói rằng cái tình hình an ninh quý vị chưa bảo đảm được cho chính cái dân chúng của quý vị thì quý vị đòi giữ cả một cái miền Nam này là như thế nào? Nếu mà quý vị giữ được miền Nam thì làm sao có cái tổ chức của chúng tôi? Và nói nhiều cái rất là hay, nhưng mà công nhận chính Pháp bà giỏi. Năm nay hình như bà cũng 90 chín mấy rồi đấy. Vâng, thì thành ra là Cộng sản nó chọn những các cái người tiêu biểu.
Bác nói lúc nãy mà mấy ông nói tiếng tiếng Pháp đó, mình nói nhớ nhớ mấy ông Tây Bồi mà nói tiếng Pháp đó, cơm lơ bớp mà nông lơ bớp lũy lũy tí noa mà lũy tí tí dơ lũy gầm lũy gừ lũy sực cả toa lũy sực cả moa, nó tả một con cọp thế mà nó to giống như là một con bò mà nó không phải là bò mà lại nó nửa nó có lại một tí vạch vạch cái màu đen lại có tí màu vàng thế mà nó lại nó gầm nó gừ mà nó ăn thịt cả mày lẫn tao thành ra thành Mỹ nó thành tân pháp nó hiểu vâng thành ra anh mới thấy rằng thì là cái anh mới thấy rằng thì là đấy mới là ngôn từ của quần chúng yeah. Đấy mới là thông dịch viên hữu thệ của yeah. quần chúng đúng yeah. không ạ đây thôi. Tôi nói là cái hồi mà Mỹ nó vào Đà Nẵng nó xây cái hãng mà RMK đó. À. RMK thì tức RMK. Ở Việt Nam mình cứ bảo RMK thì phải là RM thì em phải K chứ sao vậy. Thì có những cái anh thông dịch. Lúc đó thì người Việt Nam mà bây giờ nói tiếng Mỹ thì cũng ít lắm, anh hiểu đó. Có nhiều anh thông dịch sao rồi ông kia ông thông dịch sao rồi cả nhân viên nó bỏ đi nó nghỉ làm việc buổi chiều hôm đó nó ra nó lấy tham xít nó ký vào thế ra nhớ hỏi làm gì đấy ông thông dịch viên ông bảo bữa nay được hãng cho nghỉ mà có lương